Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và hôm nay Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn chương trình học bổng 25% học phí tại Curtin Sydney cập nhật mới nhất trong năm 2014. Và Tân Đại Dương vui mừng thông báo đến các bạn là hiện nay trường đại học Curtin Sydney đang có những chính sách học bổng cho cả chương trình đại học và sau đại học cho sinh viên vào năm 2014. Những học bổng này sẽ được áp dụng cho sinh viên quốc tế vào kỳ nhập học năm 2014. Mức học bổng là 25% học phí của năm đầu tiên và sẽ được chia cho học kỳ đầu và học kỳ 2 của năm học. Khi đăng ký du học tại Tân Đại Dương thì các bạn sẽ được các chuyên viên tư vấn gửi hồ sơ qua trường để có cơ hội nhận học bổng dễ dàng từ trường Curtin Sydney hay là Navitas. Hội đồng tuyển sinh của Đại học Curtin Sydney đã đánh giá mỗi hồ sơ đăng ký và cấp cho sinh viên một lá thư bổ sung khi họ được cấp học bổng. Và Đại học Curtin Sydney thuộc Đại học Công nghệ Curtin nằm giữa trung tâm thành phố Sydney sôi động. Đại học Công nghệ Curtin là một trong những trường đại học công lập được tôn trọng nhất ở Úc. Với các liên kết công nghệ mạnh, chương trình chuyển giao và môi trường văn hóa, Đại học Công nghệ Curtin đã đi đầu trong công cuộc giáo dục quốc tế tại Úc kể từ khi bắt đầu giảng dạy vào năm 1987. Và đặc điểm nổi bật của Đại học Curtin Sydney đó là có thế mạnh về những phương pháp giảng dạy tân tiến, có giá trị thực tiễn và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao. Trường có một đội ngũ giáo viên rất thân thiện và nhiệt tình luôn giúp đỡ cho sinh viên để họ không những thành công trong học tập mà còn có những trải nghiệm hết sức thú vị và đáng nhớ trong thời gian học tập tại Curtin Sydney. Và trường cũng cung cấp các khóa học đại học và thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế và đặc biệt hướng dẫn về các chuyên ngành thiếu nhân sự được chất lượng cao ở Úc. Theo học tại Đại học Curtin, bạn sẽ tự tin được trang bị các kỹ năng cần thiết cho một sự nghiệp thành công. Curtin Sydney có trang thiết bị tuyệt hảo, trong đó có một thư viện điện tử cho phép truy cập đến 17.000 tạp chí điện tử và công nghệ giảng dạy và trang thiết bị học tập mới nhất tại tất cả các phòng học. Sĩ số lớp học nhỏ đảm bảo cho các em học sinh được quan tâm tối đa. Lựa chọn đầu vào linh hoạt vào tháng 3, tháng 7 hoặc tháng 11 và các khóa học và chuyên ngành rất phong phú. Đại học 3 năm với chuyên ngành cử nhân thương mại bao gồm kế toán, tài chính, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán và tài chính và quản trị, tài chính và marketing, hệ thống thông tin quản lý và kinh doanh. Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh. Thứ hai là chương trình thạc sĩ học từ 1 năm rưỡi đến 2 năm với các chuyên ngành như kế toán, tài chính, kinh doanh quốc tế, kế toán chuyên nghiệp, quản trị dự án. Thứ ba là chương trình tiếng Anh dành cho những sinh viên chưa đáp ứng được trình độ tiếng Anh. Thứ tư là chương trình đại học dành cho sinh viên quốc tế đảm bảo vào thẳng đại học. Thứ năm là chương trình diploma tương đương năm thứ nhất đại học với yêu cầu đầu vào thấp hơn và chi phí cũng rẻ hơn so với các em vào thẳng chương trình đại học. Và để biết thêm chi tiết về trường, mức học phí và thủ tục làm hồ sơ như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn cụ thể hoặc có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.